Xin chào cả nhà, hiện tại thì hôm nay mình quay trở lại để gặp chị Hạnh. Xin hỏi chị Hạnh, thì hôm trước thì mình đến bệnh viện ung bướu để khám, thì bác sĩ đã có kết luận và bệnh gì và hướng điều trị ra làm sao ạ? Chưa, ngày mai mới điều chỉnh mới biết. Chưa có bác sĩ đó lại vô chích thuốc ấy là phân, mà chưa có điều chỉnh, chưa biết bệnh gì. Tóm lại là bác sĩ là hôm nay vẫn chưa có hội chuẩn, chưa nói là mình bệnh gì hết. Nhưng mà bác sĩ đã cho thuốc gì để cho mình bớt những cái vết thương ở cái chỗ mũi để lây lan ra thêm nữa không ạ? Có. Ở đó là khám rồi. Em thấy là ở ngay tay chị có một cái van này là như thế nào? Vô thuốc á. Vô thuốc hả? Đạm với nước biển. Dạ. Mấy hôm nay thì từ ngày mà chị lên bệnh viện á, thì đến hôm nay thì chị thấy tình hình cái vết thương của chị nó như thế nào? Đỡ nhiều. Đỡ hơn nhiều. Dạ. Chị có thể lấy ra cho em xem một vài giây được không? Dạ. Hôm nay là thấy nó khô á chị ha. Dạ. Hôm trước khi mà em tới thăm chị á, là em thấy là hốc mũi chị á, có mủ rất là nhiều. Và nó chảy liên tục. Đợt này thì bác sĩ đắp thuốc hay là bác sĩ vệ sinh thường xuyên? Hay như thế nào ạ? Vệ sinh thì chị tự vệ sinh, còn vô thuốc thì bác sĩ vậy, chị tự rửa. Dạ, chị có thể đeo lại khẩu trang đi ạ. Chị đeo lại cho nó đỡ bụi. Hôm trước ấy, thực ra là chị vết thương của chị nó có mủ, có dịch và nó có bốc mùi nữa không? Nhưng mà hôm nay thì cũng không thấy có mùi hôi như hôm trước nữa rồi. Cháu nó thực sự là chia sẻ với bác với chị là hôm vừa rồi bọn cháu nó bị ám ảnh đấy. Cái chuyện đấy. Bây giờ thì bác sĩ có nêu ra cái cách điều trị, cái hướng điều trị cho mình chưa, không vậy? Chưa, để hồi chứng rồi lấy chưa đúng không? Là bây giờ mình vẫn còn tiếp tục ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Đúng rồi. Dạ. Hôm mình nhập viện đến nay thì chi phí như thế nào rồi chị? Chưa biết không, không biết nữa. Chưa biết chi phí chị cô bác. Vậy tạm ứng bao nhiêu rồi bác? Tại vì cái chú Lâm Dũng á, dạ, chú vô đóng Lâm Dũng phí rồi. Rồi chú mới liên hệ với bên bệnh viện là nếu khi nào là hết thì cứ gọi chú. Vậy đó, chú Lâm Dũng á. Vậy thì mình mới là tạm ứng chi phí là 2 triệu đồng thôi. Dạ. Coi như là cái tiền nhập viện, coi như tiền thế chân á. Dạ. Rồi chưa có sử dụng các biện pháp gì hết. Hôm nay chỉ có lau vệ sinh thôi, thường xuyên thôi. Dạ. Nhưng mà em hỏi thật chị là ở trong bệnh viện á, thì ở chung một cái phòng như vậy đông người, mà chị có ai khi mà chị mở khẩu trang ra mọi người trong phòng họ có ái ngại gì không ạ? Có. Họ đã nói như thế nào, họ có những cái hành động như thế nào? Không, người ta cũng biết khi mình bệnh mình mới vô đây chứ người ta không có nói gì. Ai cũng thương người đó chứ cũng thương thôi được. Cái này em cũng hỏi thật, coi như chị chia sẻ thật với em nha. Hai ngày hôm qua, ngày hôm qua em có nhận được hai cuộc gọi. Một cái chị Mỹ Linh ở dưới Đồng Tháp. Xin lỗi, một chị Linh, Mỹ Linh ở dưới Mỹ Tho. Mỹ Tho, chị có gọi tới bệnh viện ung bướu mình. Chị có gửi, chị nói chị coi clip tụi em á. Chị tới ủng hộ tiền. Nhưng mà khi mà chị tới, chị gọi điện thoại cho số của chồng chị. Thì không hiểu tại sao chị thấy có cảm giác rất bực bội và chị gọi điện thoại em, chị mắng vốn. Thì tình hình cơ sở như thế nào vậy chị? Đó chứ mà ai cũng còn đó, cái ông chồng chị có tập. Vì người ta đến, người ta tìm, người ta giúp đỡ cho vợ mình hết bệnh mà ông làm vậy, nó chứ cũng cảm xúc chị cũng qua chỉ có lăn lỉ. Lúc đó thì chồng chị đang ở đâu? Ở nhà. Ở quê hả? Đang ở quê hả? Khi mà Mạnh Thường Quân tới bệnh viện ung bướu gọi cho chồng chị thì chồng chị đã nói những cái lời nào mà khiến họ buồn lòng mà họ gọi em liên tục vậy? Gọi đến là coi như bác máy hỏi vợ ở đâu, rồi nói vợ không biết ở đâu. Rồi người ta đến nhà mình người ta kiếm mà thôi nó vợ nằm bệnh viện thì ổng không nói. Điện rồi ổng cứ tắt máy, ổng nói vợ tôi đâu tôi không biết. Hay là anh đang đám giỗ, đám tiệc gì, có chút men rồi anh... Không hiểu đó, nhà bi đâu có hiểu là chị trên đây rồi, chị đâu có biết đâu. Hôm trước em với bạn Châu Đại Dương có gửi cho chị gần 60 triệu, 59 triệu mấy á. Cái số tiền đợt đó thì có cái chị mang thuốc tới đắp cho chị luôn á, chị nhớ không? Thì cái số tiền đó bây giờ như thế nào, Mạnh Thường Quân cũng muốn quan tâm về cái món quà đó. Chị giờ cũng như chị gửi vô cái ấy rồi, giờ chị lo bệnh chị đó, tới đâu chị cũng tới đó á. Bây giờ là chị đã gửi vào thẻ ngân hàng rồi. Và chị vẫn chưa đụng tới số tiền đó hay là như thế nào?
Bây giờ cũng như bác sĩ là chưa ấy, chị để chị ấy chứ chị đâu có chưa đụng thì xài tới còn y viên á. Thôi cái này là cũng hỏi nói thật kể thẳng luôn nha, cũng khỏi mất lòng. Thiệt ra thì mọi người thương chị thì mọi người gửi, mọi người cũng thường xuyên gọi cho em với mọi bạn Châu Đại Dương nha, dọc đường nhớ bụi lắm, nói là lo là cái số tiền này là không sử dụng đúng mục đích. Có nghĩa là mọi người gọi điện thoại tới chồng chị thì có anh có những lúc anh cũng hơi ngà ngà, hơi rượu xíu thì anh mọi người lo là tiền đó thì không sử dụng đúng cái việc chữa bệnh thì chị có nhắn nhủ gì cho mọi người yên lòng không? Có chị, giờ chị có cái tờ tiền đó chị giữ chứ đâu có đưa ổng, giờ chị cũng đâu có lấy, giờ chị cô gái qua gửi cho mấy cô này kêu gửi vô ấy tao rồi lo cho bệnh cho chị chứ gửi ở ủy ban. Dạ có gửi ủy ban, bây giờ với ủy ban đang giữ tiền mấy hôm nay thì có tình hình về thông tin về con cái chưa chị, con gái của chị á? Chưa, cái bây giờ chưa có biết luôn. Dạ vẫn chưa biết luôn. Giờ chị cầu. Dạ thì đợt này thì em tiếp tục nhận tiền hỗ trợ cho chị thì có chị Liễu ở Quảng Ngãi gửi cho chị 1 triệu đồng, chị Thu ở Mỹ gửi cho chị 1 triệu đồng, thì tổng cộng hai người Mạnh Thường Quân là 2 triệu đồng, thì đây là số tiền mà em gửi cho chị ạ. Tiền này cũng đâu ra mà dám xài được đâu. Dạ thì đây là số tiền 2 triệu đồng mà chị Thu và chị Liễu gửi cho chị để chị trang trải viện phí. Thì đó là số tiền 2 triệu đồng nha chị. Chị có thể đếm lại ạ. Chị đếm nhưng mà cho đủ thử không ạ? Dạ. Mấy ngày qua thì ông xã có hay lên bệnh viện thăm chị không? Trời ông, hỏi thăm thôi à. Là sao vậy bác? Ở với nhậu cái gì á. Bác rồi đó thì chưa gặp thằng đó nữa. Thế đó. Là từ lúc chị nhập viện đến giờ là hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Trời 5 ngày rồi anh cũng chưa lên bệnh viện. Không có câu hỏi để mà hỏi vợ. Hỏi có khỏe không? Đây coi ha. Nó là tới đây nó không đâu, không đi đâu. Bây giờ là cái số tiền mà nằm viện là chú kia á. Chú nói là thay chú đưa, nhưng mà chú nói thôi giờ chú cứ đóng vô tiền giùm đi chứ chú đưa vô đây rồi sợ mất ở bệnh viện nó trà trộn. Dạ con biết rồi, cái chuyện đó thì về cái tiền đó thì tụi con không quan tâm lắm. Tức là tụi con chỉ nhận tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân bên tụi con thì tụi con sẽ quan tâm về số tiền đó. Còn số tiền mà của người khác hỗ trợ ủng hộ như thế nào á thì tụi con cũng không cần biết nhiều. Dạ cái đó thì do gia đình mình xử lý như thế nào thôi. Dạ. Sợ mất lắm rồi, này ghê lắm. Dạ, cái đó thì mình cũng đề phòng một tí thôi. Còn số tiền Mạnh Thường Quân người ta mong muốn gửi đến tay của chị Hạnh thì tụi con tiếp nhận và gửi cho chị Hạnh để chị Hạnh tùy ý quyết định. Và mong muốn của Mạnh Thường Quân là chị giữ số tiền đó để khám bệnh, chữa bệnh. Dạ. Thôi thì tụi em cũng hôm nay cũng tới thăm chị thì cũng cuối ngày rồi thì chị có nhắn nhủ gì cho các cái Mạnh Thường Quân mọi người mà đã quan tâm giúp đỡ cho chị không? Nếu mà chị hết bệnh thì chị có những nguyện vọng như thế nào để cho mọi người biết được yên lòng hơn? Hết bệnh là chị cũng mong chúc còn chị hết bệnh chị cũng có mấy người còn đến với chị chứ có tấm lòng giúp chị hết bệnh chị về chị đưa con tiếp chết chị cũng không đành đơn được mấy người đó nên chị có nghĩ rằng là căn bệnh mình có thể lây lan hoặc là như thế nào không ạ? Bệnh chị chắc cũng chữa hết. Bác sĩ là họ nói là rất là lạc quan đúng không? Họ nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ hết đúng không ạ? Cháu là đó chị là không phải ung thư. Nhưng mà em thấy rằng là bây giờ cái vết thương á nó đi sâu vào tới miệng rồi đúng không cháu? Thì không biết. Không biết rằng là chị ăn uống rồi nó có bị đau đớn hay như thế nào không? Có lúc nó cũng đau vì cái mình bệnh mà lúc nào nó cũng phải đau chứ mấy người bệnh chứ không đau sao người bệnh được cưng. Mấy hôm nay thì mình lên Sài Gòn thì mình ăn uống như thế nào chị? Chị ăn cũng được rồi, cũng cứ đỡ nhiều rồi, ở nhà ổng cứ nhậu hoài à. Chị đói nhiều khi mình bệnh mà mình đâu có đói nhiều khi người ăn khác thường. Còn lên đây mình có tiền mình cứ đói mình ăn vô có sức lượng mình dưỡng bệnh.
Còn ở nhà đâu có ai đâu quan tâm tới mình, bởi vì nước sức khỏe của mình càng ngày nó càng yếu, bệnh à, thì chị lên bệnh viện à, đây là đỡ thì chị lên bệnh viện khám à, chỉ có cô thôi thì không có những người thân mà chị mong muốn, thì chị có tuổi thân không? Tuổi gì cái số mình vậy thì mình chịu thôi, chứ tuổi gì tuổi mình cũng có đựng đau được đâu. Giờ mình cũng có may mắn cũng được rồi cô rồi, rồi chị là đi lên đây khám chị cũng đâu có ai đâu, có đứa gái nó mất tích đó, rồi chị nhớ nó lắm, chị gái tàu với Phật cô tranh nó mạnh giỏi nó về vậy. Này bệnh nó có tinh thần rồi, đây có cô bãi rồi có tinh thần rồi. Chị thì chị nói là nếu mà chị ở nhà là cái việc ăn uống thì rất khó, tại vì không ai nấu nướng chị được, không ai đi chợ được à, anh thì hay đi nhậu. Trời ơi em, anh về tệ dữ vậy trời. Thôi có gì tụi em sẽ gọi điện thoại khuyên cho anh, nói thôi ráng chăm sóc chị, tại vì nếu mà chị có ngã xuống thì mấy đứa con của chị á thì anh gánh cho ai gánh, mà anh mà thương chị thì con chị và con ảnh thì chị nuôi nắng rồi cơm nước rồi đầy đủ hơn. À, và chị thêm một lần nữa chị có nhắn nhủ gì tới con gái của mình, đứa con gái mà 18 tuổi mất tích không, nhắn nhủ gì thêm không ạ? Nếu mà cháu có xem được đoạn clip này chị bây giờ ấy cho nó về để mẹ nhớ nó nhiều, mẹ mong cho con về với mẹ, coi cho mẹ bệnh à, thôi thì cũng cuối ngày rồi chắc chị tháo khẩu trang cho mọi người xem một lần nữa đi ha, để có thử là vết thương nó lành như thế nào để mọi người mừng. Rồi tụi em cũng chào tạm biệt chị luôn. À, bây giờ là em thấy nó cái bên này nó đỡ sưng rồi đúng không chị? Đây dạ, nó sưng rồi nhưng mà có lẽ là còn đau không chị? Cũng còn đau. Dạ. Bởi vì nó khô quá cái da của mình á. Dạ thôi bây giờ chị đậy lại đi. Bụi ngồi đường thì nó bám vào, chị đậy khẩu trang lại. Rồi tụi em cũng xin phép chào ạ. À, có lẽ là cô cũng có lời cảm ơn tụi cháu. À, được giúp đỡ cho cháu của cô ha, được lành mình sau này á là rất là mang ơn cả đời luôn á, sau khi cô chết rồi không biết sao. Cảm ơn cô, cảm ơn chị Hạnh nha, khi nào có thông tin gì mới về tình hình sức khỏe của chị thì chị có thể nhắn tin hay là gọi điện cho tụi em qua Châu Đại Dương hoặc là Phong Mười hoặc là Lê Nguyễn nha cô nha chị Hạnh. Rồi bây giờ tụi em xin phép à. Dạ. Anh Lương Nguyễn có nhắn nhủ gì không? Không, tôi thì mong chị sớm khỏi bệnh thôi. Rồi tụi em xin phép nha, tụi con đi về ăn cơm nha. Dạ, xin phép nha. Chào cô.